Trời cầm đó họ đi. Họ đi. Thôi bắt cạo gió liền kìa. Trời tôi sợ bữa này cạo gió quá. Bởi vì lúc trước em giờ chấp kèo này kèo mấy kèo nữa không? Cầm nữa không? Cầm không thật nên con không muốn cho thứ gì hết. Không thật thà cô bị xin hơi chán. Anh Phúc ông chọc em hoài nha. Bữa nay clip chị Quý tố bông cầm. Có clip gì cầm lấy căn quán đâu nha. Có clip đàng hoàng nha. Không có. Clip bên anh Hưng đàng hoàng. Ê thằng quậy. Ông anh Hưng quay mà trên nhà đúng Nguyễn mà lấy căn đúng Nguyễn mà lao đàng hoàng. Mày mày bán bao nhiêu tàu bà chết? Dạ còn 70 mấy tàu đó Phúc ông ơi. Nó nói cầm cả một bán số rồi chứ. Thôi cầm gì gì cứ ra lại giải quyết đi. Sợ 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 dòng gì? Sợ dòng gì cầm bán nhà bán nha. Con có hai cửa hàng mua bán xe, con tặng gì cầm nếu đúng là của con gì cầm đó. Chị Chi Nguyễn lên kèo gà bây giờ đi, đúng là con của con có gì cầm á. Cái giấy tờ luôn á, này kia rồi chỉ đặng cầm chiếc xe mới luôn kìa. Chỉ là chuyên kinh doanh mua bán xe đó. Đó, kèo quá trời luôn nha mọi người. Anh khách Tuấn thì là 12 triệu. 10 triệu. Ông Lương Gia Bảo là 5 triệu, anh Tân Nguyễn cũng không biết bao nhiêu nha. Cũng... Còn chị Chi Nguyễn là một chiếc xe máy mới luôn nha. Trời ơi. Sao chửi bà cầm dữ vậy, bên kia gánh bên đây ăn cái gì là hôm sau bảy rủ bao đi ăn giống vậy, người muối nhất là người ta nói bà cầm sao không đánh dời vô mặt. Đúng rồi Tân Nguyễn, mình xin có sao đâu, nói câu không xin cho thì cầm, cho thì cảm ơn. Mạnh Thường Quân nghĩ sao, nghĩ sao có không biết là có thì thấy câu nói không được hay lắm. Bà đi đái bà lâu cái cha em đó. Ủa rồi bà đi tôi nói anh Hưng Nguyễn nói kìa, bà đi toilet bà lấy khăn bà lau cho anh Hưng, cho anh Hưng coi kìa. Bà ơi ơi nhãn nữa rồi trên clip mà. Ôi ơi nhãn nữa bà cầm mà giàu ai chịu nổi với bà cũng khinh người. Không phải không phải khăn tắm mà là khăn tắm, khăn tắm lâu lâu chó. Trời ơi cái khăn đó mà hả mình lau cho mình. Trời ơi tôi không có lau, tôi để ướt vậy. Chốt má. Hết cho bà giấc ngủ thêm một giấc đi dậu. Rồi ok nha anh Phúc ông ơi, chốt hết luôn không anh? Chị chốt. Anh Phúc ông chốt hết kìa. Cảm ơn ông Phúc ông nha. Rồi giấc ngủ thêm giấc đi, rồi ngủ đi chứ ơi. Ai mai không đếm lại số nha. Và cảm ơn Phúc ông chốt hết cho chị chức nha mọi người ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 một sách 9 tờ. Ok nha Thúy Di Động và cô Bixin tới 72 rồi dậu. Mà chính thắng như sao? 72 đâu, này này 68 rồi. 68 rồi. Này 1 2 3 4 này 4 tờ, cái này là vậy là 68 rồi. 9 nhân 7. Trời ơi cầm có gà ăn luôn kìa. Con dậu. Trời ơi hay quá vậy, trời ơi. Trời ơi hay quá gì, có gà ăn luôn. Bắt hết chỗ nhà gì chết còn cầm người đó xong và sao bán hết. Đó. Vợ mốt dùng hai điện thoại đi trong lúc live thì Duy học sinh nữa trời. Trời ơi. Bất Ngọc cũng thích quậy bà. Pháo anh Bảo. Quậy hấp dẫn ghê trời. Trời ơi anh Bảo nhìn má chồng hấp dẫn luôn rồi, trời ơi. Ý là mặt này đi ông mấy ông này lo cái mặt rồi, mặt này gì rồi. Không bà mặt cái này là ý nghĩa là bà còn trong trắng á. Trong trắng hả? Ừ. Ghê. Hỏi rồi gì cầm mặt vô rồi sao anh Bảo? Cầm mặt vô rồi giống như dơ rồi. Chồng bà chết. Xe cô bà chết kìa. Hôm qua đỡ Bibi có lấy hai bánh tráng không? Ủa? Chết. Bà hai bánh tráng rồi cho toàn kìa. Chốt đi mà. Rồi bây giờ mày đặt thêm cái quần xịt màu hồng nữa. Mấy cái quần màu hồng ở đây để cho Nguyễn Nguyễn không thấy không dí mà cho nó dễ. Không thì xin chỉ dành mấy bộ đồ này cho Đài Loan thôi, còn Đài Loan không à. Phúc ông ơi, Đài Loan đâu rồi? Đó anh Phúc ông ơi, xin anh gọi tên anh kìa anh ơi. Bộ đồ xin hấu nha. Thấy quý cô Bi Xin hay hỗ trợ cho nhóm Ai Làm Lại Mẹ Chồng. Chị Sơn ơi, chuyển ra chưa? Chị Sơn ơi, chị chuyển ông này không ơi. Quên nói về.
rồi, lúc ông nói là ông này lon mê mà quên nói về luôn đó. Đứng ra này cho con coi giải rồi sao. Giải này đông mà nhanh. Giải này cũng mát nè. Mát. À nó không nhanh cũng nhanh thôi nha. Không, nó lại giải nó giải luôn. Nhưng mà cái này là mà mua mặt cái này mát lắm mà nó không nhăn. Thấy không? Nó có mấy bộ đồ sọt á, cũng giải này luôn. Trời ơi, gắn giúp mình mấy áo, có cái túi như vậy. Tháo ra. Rồi bà tháo cái áo này ra, mày dán, mày để qua văn nó đẹp hơn. À không, để giờ, cho con đây, để con về con làm hai con thơ cho. Rút hai con thơ là chữ chữ bằng chữ thư pháp đàng hoàng, hai con thơ hai bên nè, thấy không? Đó. Đây con lấy làm thơ cho giúp cho Xuân hai hai câu. Cho bà kiếm ra kiếm chai cho nó dễ. Rồi em chào 245 người đang coi like nha mọi người, cho chút một xíu cho mọi người, chút nữa quậy chút dậy nha mọi người, đây không chạy xe à tí em. Dạ ơi quá em nghỉ luôn. Hỏi anh tí có chạy xe không? À, dạ con tim gì chứ. Ai gà ai gà ai gà chút ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hành nha. Ra tôi luôn rồi chứ. Tại có gì lấy cam cà cầm kết, có gì lấy, có lấy gì cầm kết trong đấy. Đó. Cho người. Ủa là anh kia đó có gì cầm ngồi á? Không ngồi thôi thì. Thế là chỉ không ăn. Họ nói chỉ cái đầu mày. Bữa đánh anh qua một cái rồi anh Khoa mới chịu lên xe hả anh tí. Đúng rồi, bật nó một cái nó khùng quá phải bật cho nó tỉnh ra. Chứ không anh không có tỉnh đâu, nó không lên xe đâu. Nó bật có một hai pha rồi cho nó tỉnh nha. Dì Chức đang ngủ nghe nói chai ra là dì Chức dậy liền cầm dậu thì đúng rồi nha. Cầm dì Chức ra tới nha mọi người ơi. Rồi sao hả Chức? Anh nướng anh có trời tiền chữa bệnh thôi nha cả nhà. Đó, có tiền chữa bệnh thôi nha anh Nguyễn ơi. Ủa bà bị bệnh hả? Mai quý cùng đi đánh thuốc nha. Chúc chị giàu giàu khỏe, Mai băng đắp nha. Mai quý cùng đi đánh thuốc rồi. Hôm qua chị Quý hôm qua vậy? Hả? Hôm qua sống ra chơi. Hôm qua giàu không phải hả? Quý bị bệnh rồi. Bệnh không nhà hả? Trời ơi, quá trời tiền luôn. Hôm qua 500 đó rồi. Đúng tiền liền, 400-350. Mua thuốc 150. Rồi kính ra ngày nào ché cũng có tiền để xài luôn á, thiệt á. Đúng tiền liền, 350. Không có tiền để xài luôn á. Mua thuốc 150, 5 sỉ. Cái này 5 sỉ, Mai lãnh thuốc. Còn 500 này làm gì? Mai đi lãnh thuốc rồi, hết thuốc khùng. Mai tôi hết tiền mua thuốc rồi. Mai đi lãnh thuốc khùng rồi. Ủa nhà nước cho mà phải không? Hay là cho đâu, xin hoài cũng cho. Xin hoài cũng cho nữa. Mai tự ra rồi. Bữa đi chùa vui không? Vui. Đi vui chơi sao? Nói vui. Đi chơi mỏng vui. Coi xuống dưới. Chơi xin. Bài. Đi chơi bài, đi ăn, đi nhậu. Trời ơi, sướng quá à. Trời ơi, người ta chơi mười mấy tuổi ra chơi mà không vui. Trời ơi. Đi chơi bài, đi nhậu, đi ăn, đi chơi. Rồi về, có lúa nữa về, hai quý ngày. Quý không bị bệnh rồi, quý đi Thái chơi rồi. Tụi nó đi Thái rồi, quý bị bệnh rồi. Đâu qua Thái người ta phẫu thuật không á. Quý bị bệnh nó ị chạy với lại ôi. Quý bị ôi, bị ị chạy. Nửa đêm bị ói bị chạy đau bụng quá. Vậy là cái đó là trúng thật đó, ăn cái gì phải không? Chắc ăn cái chân sóc với lại cái thịt đó. Ờ, ăn cái đồ. Nửa đêm á, quý em bị chạy với lại ói đau bụng nữa. Ăn không được nữa. Còn bữa đi lên xe có nói chuyện âm sầm không chị Đẹp? Có chứ, quậy cười quá trời luôn. Quậy à? Quý ăn không được, quý buồn. Nó bị chạy, nó không biết lớn tuổi sao, nó ăn không được. Với lại nó bị chạy, nó đau bụng. Chắc lớn tuổi quá à. Ôi đẹp lắm á, mũi dạ hello. Ôi đẹp quá à. Ôi quý thương em lắm á. Ôi vợ toàn đẹp quá à. Vợ toàn đẹp quá à. Ôi vợ toàn đẹp quá trời. Chắc ăn kem cũng được hả? Vớt em chứ ra không? Chắc ăn kem cũng được hả? Giờ còn hiểu chảy hết. Còn. Trời ơi, chết rồi. Chết thiệt luôn á, ăn không được á. Một ngày mấy lần? Hai lần thôi. Ờ dữ vậy. Ờ uống thuốc rồi chưa? Ờ uống thuốc vô nó ăn không được. Vậy thôi đưa 500 lại đây đi mua thuốc cầm mỉa cho. Mua rồi. Mua rồi hả?
giờ 500 đó bây giờ lãnh rồi đó, bây giờ mua bánh gì bao đi hay gì. Mai lãnh thuốc khùng ngoài, không có đủ thuốc khùng nữa kìa. Mai thuốc sĩ thuốc khùng ngoài. Mai quý vị lãnh thuốc khùng ngoài. 500 ngàn là lãnh thuốc khùng ngoài. Cảm ơn chị nha, giàu giàu sức khỏe mua mai bán đắt nha, quý vị bệnh nha. Chúc chị sức khỏe giàu giàu mua mai bán đắt nha. Có sức khỏe là mừng lắm rồi. Ký con em điện thoại có ai gọi không ký? Ủa sao nghe nó bị hoài vậy trời, chừng nào mới hết bệnh. Xui lắm luôn biết sao. Không thôi đi. Có ai gọi mới gọi kêu em nha. Ờ không, tôi đi khai với tụi nó đi chơi rồi. Tôi bị bệnh tôi cũng thích đi, với lại lo anh tôi nữa. Lo anh tôi nữa, tôi đâu thích đi đâu lo anh tôi nữa. Không phải là khóa cái cửa đi chơi rồi. Tôi bị bệnh nữa. Tụi nó vui lắm mà, chơi mấy chục năm rồi, tụi nó vui lắm. Nãy thử chế thôi chứ 500 đó cũng mà nó phải của anh kia trả lại đi. Chế không có tiền lãnh thuốc rồi trời. Rồi anh giỡn thôi. Giỡn, không phải tiền của người ta tặng, nó giỡn thôi, trả lại. Trả lại. Ừ, quay clip thôi, quay clip xong rồi trả lại. Quay clip thôi. Muốn bán mượn tiền lãnh thuốc chứ em. Ngày đi sĩ ra. Mượn tiền lãnh thuốc. Bây giờ vậy là mượn 500 đó nha. À, lại đi lãnh thuốc. Là 500 là tính theo luật giang hồ luôn á, 500 là 600 đó. Ở chừng nào trả? Đâu có sao đâu, thương không muốn mình mà. Nhưng mà vậy vậy chừng dạ, nào trả? Dạ đi xin ăn trả, đi xin tiền trả. Đi xin tiền trả, không có quánh mà. Con ghê không, tiền vô túi là đâu có ra được đâu. Vậy 500 là thành 600 á nha, ở đây có mặt. Không có quánh nha nhỏ. Làm chứng rồi đó. Giờ ngày trả 100, ngày trả 100. Ngày trả 100. Ngày hôm nay có bán với số không? Bệnh chết rồi nó còn bán nữa. Đuổi lên nó lao bụng nó đi chạy quá trời luôn á. Có tiền không biết làm sao nữa, nó ói nữa, nó ăn không được nữa. Không biết ăn chúng gì chứ. Ăn lọt củ uống được không không anh? Chứ ăn chén sốc với lại. Bây giờ ăn đồ chát vô nó mới cầm, với lại cái hai nó uống. Bây giờ mua cái thuốc này rẻ tiền lắm nè, uống mà mau hết lắm. Thôi. Nói tên thuốc cho nghe, có mười mấy ngàn à, uống thôi, vô cái hết. Thôi để đi hỏi bác sĩ thôi. Thôi đừng có hỏi bác sĩ. Chúng thật là có gì đâu. Xíu hết chúng thật hồi nào. Chúng mà 3 ngày đó, uống 3 ngày đó. Đi Châu Đốc về bắt đầu bị. Ăn đồ tùm bậy nè. Chắc chắn sốc nè, với đây bánh mì nè. Với đây miếng thịt nè. Giờ đi Châu Đốc về. Đi chùa đi cầu Bình An thôi. Chừng, chuẩn bị là đi đâu nữa? Đi cầu Bình An thôi. Đi Vũng Tây đi Dâm Cô à. Ngày của nó đó đi Dâm Cô cũng 10 đi ở dưới, à trên 19. Trên 19 đi rồi. Đi 2 ngày. Cho đi với nha. Hả? Cho đi với. Cho quánh quánh con đi với. Không à, con gái. Con gái không hả? Thì quánh trai đi theo bảo vệ. Lỡ nó hiếp dâm sao? Giờ có đó, sợ hiếp dâm không? Nó có chồng hết rồi. Ê có mấy đứa chưa? Có mấy đứa quý kìa. Quý có sợ bị hiếp dâm không? Không, quý khùng mà. Quý khùng mà, hiếp dâm quý với khùng. Rồi lỡ có người hiếp dâm thì sao? Không, quý bị khùng rồi. Hiếp dâm để cho nó hiếp luôn hay sao? Không, quý bị khùng. Không cho quý bị khùng. Không cho luôn hả? Không, quý là bị khùng. Ủa bà chắc bị bệnh hả? Ờ bảo bị bệnh á. Ừ, bệnh luôn á. Bệnh mê tiền á. Giống quý vậy đó. Không, quý chi tàu Bình An mà, quý đủ tiền xài. Quý mà. Có mê tiền không? Không. Quý sao? Có sức khỏe quý đi xin. Sao khùng dữ vậy trời? Thì quý... Tiền mà ai không mê. Bụng mấy là mê rồi, ai cũng là mở nước mắt. Thì quý Bình An quý đi xin rồi. Đâu ngồi nó y chạy quá trời luôn. Còn quý nó mệt dễ sợ luôn. Với lại đi nắng nữa. Với lại đi nắng nữa. Bây giờ ý trải chuyện sao rồi anh Bảo ơi? Bảo nó cũng bị bệnh luôn rồi. Ý trải cả tuần lễ này. Sao cho quý không đi rồi? Một 14 lên nhạc cũng kiến rồi. Chị Sáu em cũng đi nha, 14 lên nhạc cũng rồi. Chị quý vô giọng ngồi nói chuyện Bảo đồ nha mọi người. Thôi còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn mọi người clip sau nha.